chào các bạn đến với kênh đạo tin lành để lắng nghe sứ điệp của chúa qua các bài giảng của các mục sư các bài thánh ca các bài làm chứng nói về chúa yêu nhân loại và buổi sáng hôm nay cậy ơn của chúa tôi cũng chia sẻ cho anh chị em một sứ điệp ngắn và hy vọng rằng những lời này sẽ cùng giúp đỡ chúng ta trong bước đường để mình nhận biết chúa nhiều hơn Tôi và bà anh em là những người Chúa định cho được hưởng sự sống đời sau. Tôi và bàn anh em là những người Chúa định cho sẽ được sống với nhau đời đời. Và đó là niềm hy vọng và cũng là lý do tại sao chúng ta tin và đi theo Chúa Giêsu. Amen bạn anh em. Lý do duy nhất, không có lý do thứ hai. Chúng ta tin Chúa Giêsu bởi vì chúng ta hy vọng vào sự sống đời sau Chúng ta không sống cho đời này Chúng ta sống cho đời sau Đó là những gì mà khi Chúa Giêsu tái lâm Ngài sẽ ban thưởng cho hết thảy chúng ta đang có mặt ở đây Là những người tin cậy Ngài Buổi sáng nay tôi sẽ chia sẻ cho quý hội thánh Một Chủ đề ở trong lời Chúa và tôi gọi nó là lối cầu nguyện trong quyền năng của thánh linh tức Đó. Đó là cả nhiều kiểu cầu nguyện nhưng mà bây giờ tôi sẽ chia sẻ cho anh chị em về cái sự cầu nguyện trong quyền năng của thánh linh là lời cầu nguyện có thể biến đổi tất cả và chúng ta sẽ thấy được một đức chúa trời sống động hành động giữa hội thánh của ngài và thế giới mà xung quanh chúng ta sống yeah. À, mỗi người chúng ta ở đây đó đều có những cái cơ hội như nhau ở trong thế giới này để trải nghiệm những điều tốt nhất từ Đức Chúa trời. ạ. À. Chúng ta đều có một cơ thể như nhau, chúng ta đều có một môi trường sống trên trái đất này như nhau, chúng ta có một quỹ thời gian như nhau. Chúng ta có cơ hội để học tập Chúng ta đều có kinh thánh Đều có cơ hội để biết Đức Chúa Trời Biết điều này, biết điều kia yeah. Và anh chị em biết không Cái chất lượng cuộc sống của chúng ta đó Nó tùy thuộc vào Cái cách chúng ta sống Tức là cái cách chúng ta sử dụng Những tài nguyên đó mỗi ngày Nó đem lại cái chất lượng Đời sống của chúng ta Cách chúng ta sống được thể hiện Qua những cái thói quen tôi bọn bàn cho em sẽ có những cái thói quen khác nhau phải không ạ có người có thói quen dậy sớm 4 giờ sáng đã dậy rồi nhưng mà cũng có người có cái thói quen là 12 giờ trưa mới thức dậy các bạn ạ và cái này chúng ta cũng có thể gọi là những thói quen nhưng mà hai thói quen này sẽ đưa cuộc sống chúng ta đến hai kết quả khác nhau có đúng không thưa ông bàn cho em và nhiều thói quen khác trong đời sống của chúng ta à, những thói quen của chúng ta là gì thì tôi nghĩ rằng ông bà anh chị em mình phải ngồi gạch đầu dòng ra để mình biết được cái kết quả của cuộc đời mình à, biết liền à không ạ biết liền cho nên anh chị em muốn biết cuộc sống mình đi đâu về đâu đó chúng ta hãy ngồi tĩnh lặng trước mặt chúa lấy một tờ giấy một cây viết và hãy liệt kê ra những thói quen của chúng ta đó là cái cách tốt nhất để chúng ta nhìn thấy bức tranh tương lai của mình anh chị em ạ à. Và như một người thường nói đó Những người vĩ đại đó Họ thường có những cái thói quen vĩ đại khác người thường à, Anh em thử sẽ thấy Bây giờ mình thử đọc những cái vĩ nhân Những con người thánh Những con người kính sợ chúa Những con người mà được kinh thánh nhắc đến Anh em thử tìm đi sẽ thấy Họ có những cái thói quen lạ thường lắm mà tôi nghĩ rằng tôi và ông bà anh em Sẽ có rất nhiều cơ hội để học tập họ Tôi lấy ở đây một ví dụ điển hình thôi ha Ví dụ như trong thi thiên 119 câu 164 Nó mô tả cái thói quen này của, của tác giả thi thiên Anh em đọc sẽ thấy Ông nói như thế này Mỗi ngày tôi ngợi khen Chúa bảy lần Vì cớ mạng lệnh công bình của Chúa Có ai trong bạn cho em mình ở đây Mỗi ngày ngợi khen Chúa bảy lần không? Mà đều ngày nào ông ngồi khen Chúa bảy lần là... tôi thấy hiếm đúng không? Rất là hiếm Nghĩ là nó đơn giản Nhưng mà thật sự đây là một thói quen Rất hiếm Rất hiếm Mỗi ngày ông ngồi khen Chúa bảy lần là... Đấy à. Hoặc là anh em quen hơn nữa Anh em đọc trong tiên tri Daniel Ở trong chương 6 đó Anh em sẽ thấy Daniel có một thói quen Là một ngày ông quỳ gói ông cầu nguyện mấy lần? và lần À, ba lần đúng không ạ hỡi đức chúa trời là chúa đức chúa trời tôi à, à, là à, tại đó cứ một ngày ba lần người quỳ gói xuống cầu nguyện xưng tà trước mặt đức chúa trời mình như vẫn làm khi trước đây là daniel và thêm một người nữa ví dụ như chúng ta không thể bỏ qua đó là vua david phải không ạ vua david Thật ra những cái điều mà ông nói đây là lúc ông đã làm vua Ông đã có vàng, bạc, có cung điện, có quyền lực Có mỹ nữ, có cung tần, có tất cả mọi thứ đều ông ước mơ Phải không ạ? Nhưng, nhưng lạ lùng thay David có một thói quen rất là khác người à, Anh em đọc sẽ thấy ở trong thi thiên 63 phải không ạ? Hỡi Đức Chúa Trời là Chúa, là Đức Chúa Trời tôi vừa sáng tôi tìm cầu chúa trong một đất khô khan cực nhọc chẳng nước linh hồn tôi khát khao chúa thân thể tôi mong mỏi về chúa đặng xem sự quyền năng và vinh hiển của chúa tôi nghĩ đây là một thói quen rất khác thường có tất cả nhưng điều ông ước ao là để xem quyền năng của chúa là chưa đây là những cái điều mà chúng ta cần phải phải suy ngẫm à thăm anh em đó và nhiều hơn nữa trong kinh thánh chúng ta thấy chúng ta thấy những cái bậc thánh đó, họ có những cái việc làm rất là khác thường rất là vĩ đại rất là giúp ích cho trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời họ và cái đời sống của họ nó tốt lên một cái mối quan hệ riêng tư của họ với Đức Chúa Trời. Họ biết Đức Chúa Trời một cách sâu hơn, gần hơn và một cái gì đó mà người bình thường không thể nào với tới được. Rất là lạ. Anh em thử đọc đời sống của Eli anh em sẽ thấy. không ạ? À? Ông Eli ông có một cái đời sống cầu nguyện rất là lạ lùng. Ông cầu nguyện đến mức độ mà trời có thể ngừng mưa rồi ông cầu nguyện lại là trời mưa Ông cầu nguyện đến mức độ mà lửa từ trời giáng xuống Thiêu tất cả của lễ Và vì cớ đó ông có thể tiêu diệt được 850 tiên tri giả của Ba Anh và Ác Tạc Tê Anh em thấy không ạ? Rất là lạ Khi anh em suy ngẫm về những con người này anh em sẽ thấy không ạ? Rất là kinh khủng Hoặc là ông môi xe đi Khi ông dơ gầy ông cầu nguyện thì biển đỏ rẽ ra đầm đôi Thấy lạ không? Và ông Joshua khi ông đánh giặc và ông trời tối rồi và ông đứng lên ông nói Hỡi mặt trời ơi hãy ngừng lại Thế là trái đất ngừng quay Anh em thấy khác không? Những con người này rất khác Đó. Rất khác ha Đấy là chưa kể đến như Samuel, này, Elise, này, Daniel này, và nhiều cuộc đời khác Tất cả họ đều đáng để chúng ta nghiên cứu Để biết được bí quyết và năng lực nào Khiến họ có một đời sống khác biệt như thế Có một lời cầu nguyện quyền năng như vậy Nhất là đời sống của Chúa Giêsu yêu quý của chúng ta Rất quyền năng Anh em có ước ao Mình có một đời sống cầu nguyện quyền năng không? À, tôi nghĩ cái điều đó ai cũng ước ao ấy anh em biết không, khi chúng ta có một đời sống cầu nguyện quyền năng đó cái đời sống của chúng ta cực kỳ an ninh. Cực kỳ an ninh. Anh em thử nghĩ đi. Con người ta lo âu sợ hãi là vì sao? Vì hoàn cảnh. Vì một cái gì đó thắng hơn đời sống của họ. Nhưng nếu chúng ta có một cái đời sống cầu nguyện năng quyền thì chúng ta biết rằng đấng ở trong chúng ta lớn hơn tất cả mọi quyền lực khác. Và khi chúng ta thắng hơn Thì đời sống chúng ta cực kỳ bình an Vui mừng và an ninh Đó là lý do tại sao Buổi sáng hôm nay tôi cậy ơn Chúa Để chia sẻ cho ông bạn cho em Có một lối cầu nguyện Trong quyền năng của Đức Thánh Linh Để lời cầu nguyện của chúng ta không đơn thuần là một lời cầu nguyện đối phó với hoàn cảnh Mà là một lời cầu nguyện có thể thay đổi hoàn cảnh Có thể thánh hương hoàn cảnh Một lời cầu nguyện có thể Khiến cho Đức Chúa Trời Phải lắng nghe Nhậm lời và làm thành Những điều mà chúng ta cầu xin Đúng không ạ? Tôi nói cái ý là đối phó là bởi vì sao? Bởi vì có rất nhiều ông bà anh em Chỉ cầu nguyện Khi mà hoàn cảnh nó ập đến thôi Cho nên lúc mà hoàn cảnh nó ập đến Là lắc đặt tìm kinh thánh Và bắt đầu cầu nguyện còn khi mà hoàn cảnh hết rồi thì thôi Chúng ta khỏe khỏi cầu nguyện Phải không ạ? Bình thường như thế Đến khi đến bác sĩ và bác sĩ nó khám mà, Bảo rồi xong dính cục u ở trong này rồi Về nhà và cầu nguyện ngày đêm <laughs> Thường ở như vậy Và tôi gặp rất là nhiều người như vậy đó Cầu nguyện ngày đêm kiên ăn các kiểu Nhưng mà tôi nói thưa với ông bà anh chị em á Lúc đó muộn rồi Muộn rồi à. Bởi vì đức tin không phải là cái nút bấm để mà khi chúng ta cần chúng ta bấm Nó bật cái bóng đèn lên không phải Đức tin nó như tiền của thiên đàng Và chúng ta cần phải tích lũy nó theo thời gian Giống như tiền bạc này, Đâu có phải một lúc mà mình giàu có được Chúng ta có thể tích lũy cả đời Mới có được một số tài sản Và đức tin giống như vậy Lời cầu nguyện năng quyền Là do đức tin ở trong lòng của chúng ta Và nếu ngày hôm nay Khi thuận lợi mà chúng ta không tích Trữ đức tin chúng ta không tìm kiếm đức tin chúng ta không học cách để xây dựng một cái đời sống đức tin như vậy để cho lời cầu nguyện của chúng ta có năng lực thì khi năng đề đến chúng ta sẽ đầu hàng nang đề và mọi thứ muộn rồi tôi thường thấy những cái muộn màng đó nó đem lại một cái sự hối hận cho nhiều người bởi vì tôi cầu nguyện chữa lành cho nhiều người mà cho nên tôi biết tôi biết tôi biết những lúc mà ung thư nó tấn công những lúc mà những bệnh mà bệnh viện trả về nó tấn công những lúc mà nan đề nợ nần nó ập đến nó làm cho có thể tự sát tự tử và lúc đó ông bàn em à dù mình có kêu gào kêu khóc kiên ăn ngày đêm cũng không giải quyết được cho nên tôi khích lời Hội thánh ngay bây giờ anh chị em mình hãy đầu tư thời giờ để chúng ta có một đời sống cầu nguyện năng quyền amen bạn chị em hãy đầu tư ngay bây giờ đó là sự đầu tư khôn ngon ok ạ à. và chúng ta sẽ bắt đầu đi vào chi tiết cầu nguyện là cái gì đúng không cầu nguyện là cái gì đó là cái điều mà chúng ta cần phải biết trước đây cầu nguyện là cái gì dĩ nhiên là mọi người đều có khả năng cầu nguyện không phụ thuộc vào tôn giáo của họ là gì không phải chỉ người tin lành mới biết cầu nguyện đâu Người các tôn giáo khác họ cũng cầu nguyện Có đúng không ạ? Họ cầu nguyện nhiều hơn mình nữa đó Ngày xưa khi tôi học bên Nga tôi thấy Mấy anh bạn Hồi giáo của tôi là cầu nguyện một ngày năm lần Đúng 12 giờ trưa là trải thảm ra giữa hành lang cầu nguyện Thu ra tin kính lắm <laughs> Cho mình còn còn gọi bằng siêu phụ Chứ không phải đơn giản đâu Người người tin lành của mình là cầu nguyện thua Và những tôn giáo khác họ cũng cầu nguyện siêng năng lắm phải không ạ? cho nên tôi mới nói là Mỗi người đều có khả năng cầu nguyện Giảng luận hoặc nói Theo ý riêng của mình Theo ý chí của mình Nhưng Chỉ có Đức Thanh Linh Mới nói và cầu nguyện Theo ý của Đức Chúa Trời à, không ạ? Đó là lẽ thật thứ nhất Đúng không? Tất cả mọi người tôi và bạn cho em Chẳng phụ thuộc tin tôn giáo nào Hay là trình độ thuộc linh ra sao học vấn như thế nào nam hay nữ già hay trẻ tôi và bạn xem đều có khả năng cầu nguyện giảng luận nói chuyện thuyết phục người khác nói đủ thứ hết nhưng tôi nhắc lại chỉ có đức thanh linh mới có thể nói và cầu nguyện theo ý của đức chúa trời đó là điều mà chúng ta thấy rất là quan trọng để mình ghi nhớ buổi sáng này nay roma chương 8 câu 26 đúng không ạ mình đã học thuộc câu này rồi ha từ lâu rồi cũng một lẽ ấy Đức Thánh Linh giúp cho sự yêu đuối chúng ta. Vì chúng ta chẳng biết sự mình phải xin, đặng cầu nguyện cho xứng đáng, nhưng chính Đức Thánh Linh lấy sự thở than không thể nói ra được mà cầu khẩn thay cho chúng ta, đặng dò xét lòng người, hiểu biết ý tưởng của Thánh Linh là thế nào, vì ấy là theo ý Đức Chúa Trời mà ngài cầu thế cho các thánh đồ vậy. Theo ý Đức Chúa Trời. À, cầu nguyện. ạ Đấy. Nhưng câu hỏi là Để Đức Thánh Linh cầu nguyện theo ý Đức Chúa Trời nghĩa là gì? Đây là điều mà tất cả chúng ta phải suy nghĩ hôm nay Có thể tôi và một bạn cho em đã học thuộc lòng cái câu này Nhưng mà đôi khi mình cũng rất mơ hồ Cái chuyện là ồ Khi nào thì Đức Thánh Linh giúp mình cầu nguyện Theo ý Đức Chúa Trời Đúng không ạ? Rất mơ hồ Mỗi ngày tôi cầu nguyện 7 lần Nhưng mà lần nào là lần mà Đức Thánh Linh giúp tôi cầu nguyện theo ý Đức Chúa Trời đây Không biết Đôi khi chúng ta rất là nhầm lẫn Và tạo lên một cái sự bối rối Khi chúng ta đọc hai câu Kinh Thánh vừa rồi Có người cho rằng đây là cầu nguyện trong tiếng mới Nhưng mà tôi không nghĩ là như vậy Tôi không nghĩ là Là tiếng mới gì ở đây cả không có đâu có nói tiếng lạ gì ở đây đâu phải không ạ cho nên chúng ta phải suy nghĩ kỹ thế nào là đức thánh linh cầu nguyện theo ý đức chúa trời cho chúng ta chúng ta không ai thấy đức thánh linh cả tôi vọng bàn cho em cũng chưa bao giờ thấy đức thánh linh cả thế thì thằng ngài cầu nguyện như thế nào đó là điều mà mình phải suy nghĩ phải không ạ tuy nhiên trước khi chúng ta đi đến chỗ này thì tôi muốn nói với bạn trẻ em một điều rất là đặc biệt. Đó là tôi và bạn trẻ em là những người tin Chúa, những người tái sanh. Nó khác với những người ngồi kia ở một chỗ thôi. Một chỗ thôi. Không phải khác về hình thức, không phải khác về cách chúng ta đi đứng ăn mặc. Nhưng nó khác ở chỗ là tôi và bạn trẻ em có Đức Thánh Linh sống bên trong. Em ạ Có Đức Thanh Linh sống mình rồi Tôi muốn khẳng định cho ông bà anh em một lần nữa Rằng dù ông bà anh em có thể không ý thức được Rằng là Ngài ở đâu trong chúng ta Có thể ông bà anh em không ý thức Mình thấy mình cũng đâu có khác gì đâu Không có cảm nhận gì đâu Nhưng mà Kinh Thánh khẳng định rằng Khi ông bà anh em được tái sanh Thì Đức Thánh Linh ngự ở bên trong lòng À, tôi đọc câu đó trong văn 14 Câu 15 đến 17 Nên em sẽ thấy Nếu các ngươi yêu mến ta Thì gìn giữ điều răng ta Ta lại sẽ nài xin cha Ngài sẽ ban cho các ngươi một đấng yên ủi khác Để ở với các ngươi đời đời Tức là thần lẽ thật Mà thế gian không thể nhận lãnh được Vì chẳng thấy và chẳng biết ngài Nhưng các ngươi biết ngài Vì ngài vẫn ở với các ngươi Và sẽ ở trong các ngươi đúng không ạ? đó là sự thật rất tuyệt vời. tôi vọng bạn chị em có đức thánh linh sống bên trong. tôi tin điều đó, vọng bạn chị em cũng hãy tin điều đó, Amen. đức thánh linh sống bên trong, đây là điểm khác biệt. À, đó là điểm khác biệt. và khi đức thánh linh đã sống bên trong thì chắc chắn Ngài có thể hành động xuyên qua chúng ta. Đúng không? Ngài hành động xuyên qua chúng ta. Ngài hành động xuyên qua môi miệng chúng ta. Xuyên qua suy nghĩ chúng ta. Xuyên qua tấm lòng chúng ta. Xuyên qua những hành vi của chúng ta. Ngài hành động. Và nhiệm vụ của chúng ta là phải nhận biết cái sự hành động đó của Ngài câu kinh thánh học thuộc lòng vừa rồi đó nó cho chúng ta một cái điểm cực kỳ là đáng quý để chúng ta suy ngẫm để chúng ta bắt được nó cho đời sống tâm linh của mình ấy chẳng phải tự các ngươi nói đâu Xong là thánh linh của cha các ngươi sẽ từ trong lòng các ngươi nói ra Như vậy ở đây Cái câu này Chúa Giêsu dạy các môn đồ này Có ý gì đấy anh chị em Xong khi họ sẽ nộp các ngươi Có nghĩa là khi hoàn cảnh bao quanh anh em Khi sự dọa dẫm chết chóc bao quanh anh em Khi nhiều điều muốn giết cuộc đời của anh em Đúng không ạ Thì Chúa Giêsu xu khích lại ra Đừng có dùng cái lời của mình Để mà chống trả vì nó không thay đổi được đâu Không thay đổi được Dù anh em có kêu khóc Nó cũng không thay đổi được Dù anh em có quỳ lạy Nó cũng không thay đổi được Dù anh em có van xin Nó cũng không thay đổi được Nhưng Chúa Giêsu muốn chỉ cho một bí quyết là Có một thứ có thể làm thay đổi Và đắc thắng hoàn cảnh Đó là phải để cho Thánh Linh bên trong Nói ra ra và khi đức thánh linh bên trong đã nói ra qua wow, quan bạn chép thì mọi sự sẽ được biên chuyển đó là bí quyết thứ nhất cho nên chúng ta có thể học một lẽ thật ở đây thương bạn chép lẽ thật là gì cầu nguyện không phải là lời nói trên miệng đúng không ạ mà cầu nguyện là gì khai phóng ra bên ngoài qua môi miệng của mình những điều nghe được ở bên trong lòng từ Đức Thánh Linh. Tôi nhắc lại nha. Cầu nguyện không phải là lời nói trên miệng mà cầu nguyện là khai phóng ra bên ngoài những điều nghe được ở trong lòng từ Đức Thánh Linh. Đó là lời cầu nguyện đích thực theo kinh thánh đó là lời cầu nguyện quyền năng đó là lời cầu nguyện có thể thay đổi và giúp đỡ chúng ta và nhiều khi chúng ta bị lầm lẫn chỗ này chúng ta nghĩ rằng chính lời nói của mình có thể thay đổi tất cả chúng ta nghĩ rằng lời nói của mình có thể đem lại năng quyền chữa lành lời nói của mình nói nhiều nó sẽ thành sự thật và có người đọc như đọc thần chú vậy đó không ạ đó không phải hoàn toàn không linh ứng đâu bạn chị không linh ứng đâu, không phải lời cầu nguyện nhiều, lời cầu nguyện dài cả linh nghiệm, mà lời cầu nguyện linh nghiệm là lời cầu nguyện ra từ đức thánh linh, không cần đâu, không cần phải nói nhiều, chứ không phải là giống như ngày xưa khi tôi còn trẻ đó, tức là còn non trẻ đó, tôi nghĩ là mỗi lần cầu nguyện là phải khởi động cho nó nóng máy. <laughs> khởi động nhiều khi khởi động một tiếng xong rồi bắt đầu nó nóng mấy rồi bắt đầu mới nghĩ là giờ chắc khả năng quyền nhưng mà thật sự chẳng phải nhưng mà khi được chú dạy rõ tôi mới hiểu là không phải hoàn toàn không phải và anh em biết cái điều đó chú dạy ở đâu không chú dạy rất là rõ luôn à, à chú dạy rất là rõ là à, khi các ngươi đứng cầu nguyện đừng dùng nhiều lời lặp lại như người ngồi vì họ tưởng rằng Nói nhiều thì được nhậm à, đấy, Chú dạy như thế Và tôi hiểu rằng à hóa ra để cầu nguyện có năng quyền Chúng ta cần Phải lắng nghe trước tiên Anh em thấy chưa Đúng không? Lắng nghe Lắng nghe xem Đức Thánh Linh nói gì cho chúng ta trong lòng Vì Ngài sống ở đâu thương bạn chứ sống trong lòng chúng ta ngài sống ở đây cho nên chúng ta đừng có nghe trên mây đúng không đừng nghe trên ngọn cỏ ngọn cây chúng ta nghe ở trong trong lòng chúng ta nghe xem ngài cầu nguyện như thế nào ngài muốn mắt chúng ta điều gì và lúc đó chúng ta nói ra chúng ta nói ra có thể một lời ngắn gọn nhẹ nhàng nhưng có thể thay đổi tất cả đó là bí quyết thưa ông bà anh chị cho nên tôi nhắc lại nha để hội thánh mình nắm chân lý này và tôi nghĩ chân lý này có thể thay đổi được đời sống chúng ta đời sống cầu nguyện chúng ta rất là nhiều tôi nói lại một lần nữa ông bạn cho em ạ à, cầu nguyện không phải là lời nói trên miệng không nói hay nói đẹp nó cũng chẳng giải quyết được gì quan trọng là nói có theo ý chúa không đó mới là quan trọng cho nói cho có câu có cứu rồi nghe nó mượt mà nhưng mà nhiều khi nó không có gì xảy ra chẳng nhúc nhích gì đúng không ạ nên lời cầu nguyện không phải là lời nói trên miệng mà cầu nguyện là khai phóng ra bên ngoài những điều nghe được trong lòng từ đức Thanh linh đó là cầu nguyện đích thật Bạn cho em ha đó là lẽ thật thứ nhất đó và anh bàn cho em xem về một ý nghĩa nào đó à về một ý nghĩa nào đó chúng ta hãy 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 bắt đầu bắt trước những cái cái hành động những cái hành vi và những cái cách sống của Chúa Giêsu để chúng ta biết được thế nào là lắng nghe cái sự chỉ dẫn của Đức Thánh Linh bởi vì tôi nói với bạn cho em sự chỉ dẫn của Đức Thánh Linh á đôi khi nó đòi hỏi một cái đức tin để chấp nhận đòi hỏi một cái sự can đảm để chấp nhận và nghe theo bởi vì sao tiếng nói của Đức Thanh Linh đôi khi nó rất ngược với cái logic bình thường của tâm trí chúng ta nó ngược lắm và và cái người bình thường á cái người bình thường họ nghe không 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 có xuôi tức là nghe không nghe được bảo là sao mà nó phi lý như thế này mà nghe được không chấp nhận được bây giờ tôi sẽ lấy một vài ví dụ để cho anh chị em sẽ sẽ học được cái này nha để rồi anh chị em sẽ có cái cách Mình gạt bỏ ý riêng Gạt bỏ cái truyền thống Gạt bỏ cái logic của con người Gạt bỏ cái trí không ngon riêng của mình Để mình đầu phục thánh linh hoàn toàn Em em ạ Thì lúc đó Mình mới có thể nương theo Ngài Và cầu nguyện theo ý Ngài à, Câu chuyện đầu tiên mà tôi muốn cho anh chị em á, Nó xảy ra trong dân chương 11 Anh chị em có nhớ câu chuyện là Khi Hai chị em Mary và ma thê đến báo cho Chúa Giêsu biết rằng La-sa-rơ anh của của người đã chết bệnh bệnh rất là nặng đúng không? Không phải chết mà bệnh rất là nặng và đến nói với Chúa, Chúa ơi hãy đến mau cầu nguyện cho anh tôi được sống anh em nhớ câu chuyện đó Đó. Thì Chúa Giêsu mới nói như thế này, hai chị em sai người đến thưa với Chúa Giêsu rằng lạy Chúa, kẻ Chúa yêu mắc bệnh Đức Chúa Giêsu vừa nghe lời đó bèn phán rằng bệnh này không đến chết đâu. Nhưng vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời hầu cho con Đức Chúa Trời bởi đó được sáng danh. Và Đức Chúa Giêsu yêu ma thê em người và la sa -rơ. Khi Ngài nghe người này đau. Câu 6 nha. Khi Ngài nghe người này đau. Bèn ở lại hai ngày nữa trong nơi Ngài đương ở. Anh em thấy lạ không? Tôi đọc câu này tôi thấy rất là lạ. Tôi không hiểu rằng Tại sao Chúa Giêsu lại hành động như vậy? Mà kinh thánh khẳng định là Chúa Giêsu yêu Lazarus, mà Chúa Giêsu đã nghe biết rằng là Lazarus bị bệnh gần chết, phải đến nhanh. Theo cái logic của tôi hoàn bàn Trang là sao hoàn chăng? Bút vé về ngay, có đúng không? Theo logic là phải bút vé về ngay chứ. Làm sao mà lại ở hai ngày nữa cho chết hẳn đó mới về? <laughs> tôi chịu cái chỗ này là tôi thua. Hồi đó, tại vì bình thường logic của một con người chính tôi tôi cũng suy nghĩ cầu nguyện cho người bệnh để họ khá hơn á để họ được lành bệnh á nó dễ hơn là cầu nguyện cho cái thầy chết rồi sống lại khó vô cùng chết rồi mà cầu nguyện gì nữa có đủ đức tin đâu mà mà cầu nguyện thôi bà thôi chết rồi đem chôn đúng không nhưng ở đây anh em thấy chưa Chúa Giêsu được đức thánh linh dẫn dắt Chúa Giêsu được đức thánh linh dẫn dắt rằng phải ở lại hai ngày nữa để cho la rời chết hẳn rồi mới về cầu nguyện đó tôi không biết là anh em có bao giờ được đức thánh linh dẫn dắt kiểu như thế này chưa đó nhưng mà đôi khi trong cuộc sống chúng ta chạm trán với những điều nó phi logic như thế và nó đòi hỏi với chúng ta một cái đức tin một lòng tin cậy tuyệt đối và một cái kinh nghiệm thuộc linh sắc bén để nghe cho chính xác lời của đức chúa trời phán trong lòng chúng ta Và phép lạ sẽ Sẽ xảy ra Và rõ ràng cái mục đích Mà Chúa Giêsu ở lại Hai ngày nữa mới về đó Để cầu nguyện á, mục đích là gì ạ Là ở trong câu số 4 phải không ạ Nhưng vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời Hầu cho con Đức Chúa Trời Bởi đó được Sáng danh Em thấy chưa Hầu cho con Đức Chúa Trời Bởi đó được sáng danh cho nên cầu nguyện đó anh chị em Nó không phải là đối phó với những hoàn cảnh bên ngoài Không phải Mà cầu nguyện á là trước hết lắng nghe chỉ thị bên trong Phải đúng không? Đôi khi chúng ta không học được cái thói quen này Chúng ta đối phó bên ngoài không à? Ôi bên ngoài nó chết phải cầu nguyện Ô bên ngoài nó bệnh phải cầu nguyện Ô bên ngoài nó nợ phải cầu nguyện Ô bên ngoài nó bị gian hồ dí phải cầu nguyện Bên ngoài vợ chồng nó cãi nhau phải cầu nguyện Mà không chịu ngừng lại để nghe bên trong nói gì Bên trong nói gì Tại sao điều đó xảy ra Tại sao Đức Chúa Trời cho phép điều đó xảy ra Vì sự gì Và ở đây anh em thấy Chúa Giêsu biết không ạ à? Chúa Giêsu biết Đức Chúa Trời để cho Lazarus chết hẳn Vì để cho danh của Chúa Giêsu được bày tỏ ra và cái gì làm theo ý Chúa trời thì thì thánh và rõ ràng khi Chúa Giêsu biết hết tất cả ý muốn của Chúa, Chúa Cha rồi thì rất đơn giản thôi Ngài đến trước mộ và Ngài nói như sao anh em hỏi La hãy ra thì La này chết thối bốn ngày rồi vẫn đứng dậy ra như thường anh em thấy chưa không chết thối bốn ngày nhưng mà khi Chúa Giêsu biết đây là ý muốn Đức Chúa Cha rồi Thì Ngài đâu có cần la hét nhảy múa hay là khởi động gì Tất cả không cần Chúa chỉ đứng trước mộ và Chúa nói Dỡ cái hòm ra Và Chúa la lên La rơ bước ra Và cái thay ma này nó bước ra Xong lại Đấy không? Cho nên cái đó là một cái điều mà hết sức Cần phải học tập thương bàn cho em Lắng nghe đấng bên trong nói vậy Lắng nghe cái điều mà Đức Chúa Trời muốn điều gì cho cái hoàn cảnh của mình Và nhiều khi chúng ta không kinh nghiệm được Quyền năng của Đức Chúa Trời Bởi vì chúng ta đối phó Chúng ta đối phó với hoàn cảnh Nhưng chúng ta ít khi nào Dành thời giờ bình tĩnh lại Để hỏi Chúa ơi hoàn cảnh này nó như vậy đó Nhưng mà ý kiến của Ngài ra sao à Đúng không Chúng ta rất ít à, Rất ít khi làm điều này Tôi khích là ông bạn cho em Hãy làm đi Hãy bắt đầu bình tĩnh và làm đi. Giữa những hoàn cảnh của mình, bệnh tật của mình, ma quỷ nợ nần, gia đình con cái tất cả mọi thứ. Hãy xin Chúa, Chúa ơi, hoàn cảnh con như thế này, nhưng con xin cho biết, Ngài cho biết ý kiến của Ngài như thế nào. Chúa sẽ tỏ. Chúa sẽ tỏ, Amen ha. Cảm ơn Ngài. Rồi Eli Bây giờ chúng ta đến với Eli một chút Eli cũng là người tương tự như vậy Có một đôi tài thuộc linh rất sắc bén Anh em ha Eli là người có khả năng phân biệt siêu việt Cái giọng nói của Đức Chúa Trời à, Anh em nhớ câu chuyện là khi ông Eli Ông trốn chạy khỏi dê sa bên và ông bị đói không ạ à? à, Ở trong ở trong các vua nhất chương 17 đó Câu 2 câu 7 đó Thì ông bị đói và trong cái hoàn cảnh đói khát như vậy Tôi tin rằng Ông có cầu nguyện với Chúa Xin Chúa Đức Chúa Trời Giúp ông ấy thoát khỏi cái hoàn cảnh bi đát Vì ông trốn trong sa mạc mà Ông đi 40 ngày mà ông ăn có cái bánh thôi Với lại uống cái cốc nước thôi 40 ngày Thì chắc chắn là lúc sau 40 ngày thì làm sao anh em Tiêu hết rồi <laughs> Cái bánh nó tiêu và nước nó cũng tiêu Bây giờ bây giờ làm sao Bây giờ sao sống tiếp đây thì khi ông cầu nguyện như vậy thì anh em đọc trong chương 17 câu 2 đến câu 7 sẽ thấy Đoạn có lời Đức giê và va phán dạy người rằng Hãy đi khỏi đây qua phía đông và ẩn mình ngươi bên khe kê rít đối ngang vô đành Ngươi sẽ uống nước của khe và ta sẽ truyền cho chim quạ nuôi ngươi Vậy Eli vâng theo lời của Đức giê va Làm như thế Em thấy không? Bây giờ ở đây anh chị em thấy nó có cái phi lý gì ở đây không? Quả nuôi đúng không? À, có người bảo là quả nuôi phi lý Mà tại sao phi lý? Ai ai vừa nói đó Tại sao quả nuôi là phi lý? Hả? Quả tham ăn hả? Nói Có những con quả nó cũng khôn lắm chứ Lên Youtube mà search xem Nó cũng rất là tình cảm chứ sao Bảo nó tham ăn <laughs> không tham ăn đâu không phải vấn đề là tham ăn quà nó cũng cũng tình cảm chứ dĩ nhiên là chúa truyền cho con quà nó nuôi eli và ông eli ông văn theo nhưng mà anh chị em nghĩ vậy thì tôi tôn trọng ý kiến của anh chị em thôi nhưng mà tôi không cho là như vậy vì vì con quả nó tha một cục thịt cho eli thì tôi nghĩ nó cũng ăn năm cục vô bụng rồi Đúng không? Nó rồi còn cục thừa nó mới gấp nó cho ổng chứ Làm gì có chuyện Đúng không? Cho nên ở đây nó không phải chỗ đó Mà ở chỗ này là thưa ông bạn xem Nếu ông bạn xem đọc trong cựu ước sẽ thấy Trong Lê Vi Ký à, Trong Lê Vi Ký, à, Ký à, Chương à, Lê Vi Ký chương 11 câu 15 Anh em sẽ đọc thấy có một điều Là các loài quà đó Là loài ô ế Thấy không các loài quạ là loài ô ấy và Eli là một tiên tri chắc chắn ông không muốn một cái gì liên quan đến đồ ô ế đó có thể ông sẽ chết đói nhưng ông không bao giờ ăn một cái thứ gì ô ấy hay liên quan đến một cái gì ô ấy anh chị em chưa biết những tiên tri thời cựu ước đâu họ rất khắc khe với chuyện đó đúng không ạ nhưng cái lúc mà ông quỳ gói cầu nguyện á Thì Chúa nói Ê e Lê được rồi Ta sai quà nuôi ngươi Nghe giật mình đúng không Bảo đây phải tiếng Chúa hay là quỷ Đôi <laughs> khi Đôi, đôi khi người như thế Ô đây tiếng Chúa hay quỷ nhỉ <laughs> Hay là quỷ nó muốn làm mình ô hết Cho nên nó sai quà gấp thịt cho mình Đó đúng không Đôi khi mình quỳ gói mình cầu nguyện Và nghe những cái gì đó nó trái trái rồi quỷ nói rồi Đấy Anh em để ý sẽ thấy quả là một loài ô uế và đức giê và sai con quả để nuôi Eli nhưng kinh thánh chép rằng là câu năm là vậy Eli đi vâng theo lời đức giê và tôi muốn nói cho anh chị em rằng Eli có một khả năng phân biệt tiếng Chúa đến mức siêu việt Eli phân biệt tiếng Chúa đến mức siêu việt và ông không nhầm lẫn sự chỉ dẫn của Đức Chúa Trời. Ở đây đòi hỏi một sự can đảm Đòi hỏi đức tin Và đòi hỏi một cái sự gì anh chị em? Dám sống khác biệt với những truyền thống Đã có trên đời sống của mình à, không ạ? À? Tôi nói thương bạn chị em Rất nhiều anh em ngày hôm nay Đã bị những truyền thống gia đình Truyền thống tôn giáo Truyền thống hệ phái Truyền thống này truyền thống ạ Nó trói cả đời Và chú Phán không thể nghe được ôi cái này hệ phái tôi không có cho nên chắc này là quỷ chứ không phải chúa à? đúng không ôi tiếng lạ này hệ phái tôi không có chắc chắn là quỷ nói tiếng lạ rồi không được rồi không thể chấp nhận được ôi trong hệ phái tôi làm gì có chuyện cầu nguyện mà người ta ngã ra này quỷ làm chứ làm gì mà chúa Thánh linh làm cả đúng không và rất nhiều những cái truyền thống đó nó trói chân chúng ta khiến cho chúng ta không thể nghe và vâng theo tiếng đức thánh linh được. Xin thưa văn bản anh chị em, chúng ta hãy để cho một tâm trí tự do để đi theo tiếng phán của ngài vì ích lợi của chúng ta. đó là điều rất là đặc biệt. Còn một cái nữa anh chị em và đôi khi đó tiếng hướng dẫn bên trong đôi khi cũng rất ngược với hoàn cảnh hiện tại nữa. Đúng không à, rất ngược với hoàn cảnh hiện tại. Có lúc hoàn cảnh nói không nhưng sự chỉ dẫn bên trong thì nói có. Anh em gặp cái trường hợp này bao giờ chưa? Đúng không à. Cái hoàn cảnh bên ngoài nó nói không, không được, không được, không được. Nhưng mà tiếng bên trong nói sao? Được, được, được. Anh em nghe ai? Khó phải không à? Tôi nghĩ lúc này là chắc phải kiêng ăn phải chục ngày mới có thể biết được quyết định được và đôi khi cũng không biết đâu mà lần. Cho nên tôi xin thưa với anh chị em phải rèn luyện khả năng phân biệt tiếng của Chúa. Đây. Tôi đọc cho anh chị em nghe một câu chuyện rất là tuyệt vời đây. Vì nghe theo tiếng nào là quyết định rất khó khăn, nó đòi hỏi đức tin cậy và sự vâng lời tuyệt đối để nghe theo. Và khi mình nghe theo rồi á thì phép lạ tức thì xảy ra sau cái lời cầu nguyện của mình. À trong công vụ uh, chương uh, chương mấy đây trong công vụ các sứ đồ chương 9 ha tôi đọc anh em nghe một câu chuyện từ câu 10 ha vả tại đam có một môn đồ kia tên là anania chúa phán cùng người trong sự hiện thấy rằng hỡi anania người thưa rằng lạy chúa có tôi đây rồi tới này thì bình thường chúa phán rằng hãy chờ dậy đi lên đường gọi là đường ngay thẳng tìm tên sau lơ người tạc sơ nhà ở Judah vì người đương cầu nguyện và đã thấy một người tên là Ananias bước vào đặt tay trên mình để cho người được sáng mắt lại. Ananias thưa rằng lạy Chúa, tôi có nghe nhiều kẻ nói người này đã làm hại biết bao nhiêu đấng thánh của Chúa trong thành Jerusalem. Bây giờ người ở đây có trọn quyền của thầy tế lễ cả phó cho đặng bắt trói hết thảy mọi người cầu khẩn đến danh ngài. Đọc đến đây anh chị em hiểu được thế nào là hoàn cảnh nói không và tiếng bên trong nói có chưa? Ông Anania này ổng kinh nghiệm điều đó. Khi ổng đang cầu nguyện thờ phượng Chúa thì Chúa hiện cho một hiện thấy và nói rằng Anania hãy đến đặt tay cầu nguyện cho cái ông Sau Lơ đó đó. Cái ông mà vừa bắt chém giết tất cả những người tin Chúa. <laughs> bây giờ tôi hỏi anh chị em bây giờ Chúa phán dạy anh chị em nghĩ sao? Chà cái này là quỷ nó xui mình để mình chết trước thời hạn đây có đó mắc gì cái ông kia rồi bắt chém giết mà bây giờ bắt mình đến để đặt tay cầu nguyện cho ông thôi thiếu điều bảo là lại ông tôi ở bụi này thôi ông trói tôi nộp về jerusalem luôn cho dạ rồi có đó và ông Anani ông đang trong cái cái hoàn cảnh như vậy rất khó quyết định có đó rất khó quyết định cực kỳ khó quyết định cho nên tôi nói ở đây nó đòi hỏi một sự vâng lời và cái sự vâng lời này đừng kể đến tính mạng của mình đừng kể đến an nghi của mình đừng kể đến lợi ích của mình anh chị em mới có thể bước theo chúa được còn khi anh em bước theo chúa mà còn tính toán thiệt hơn đó thì tôi nghĩ hơi khó chúa ơi con đi chiến này con thiệt hại quá chúa tổng thiệt hại của con lên đến vài chục triệu thôi hồi cần cái này chắc không phải chúa rồi không. Hoặc là con đi chuyến này Con tốn nhiều sức khỏe quá Có vẻ không đúng, đúng không? Chúa luôn luôn đem lại bình an Đem tươi mới Mà sao đi chuyến này khổ quá Chúa Đâu, Đôi khi nó như thế Hoàn cảnh thì nói không Không được, không thuận lợi Nhưng mà tiếng bên trong thì thúc giục nói Được có, được có Anh chị em, nghe ai Và ông Ananias này Khi ông Ban luận với Chúa như vậy Ông bày tỏ cho chúa những cái ý kiến của mình tôi nghĩ rằng anh chị em cũng nên nói với chúa những ý kiến của mình khi anh em nghe được một cái hoàn cảnh nó trái ngược thì cũng hãy biện luận với chúa hãy hỏi chúa hãy trình bày cái điều đó với chúa và đức chúa trời nói sao hãy đi đi vì ta đã chọn người này làm một đồ dùng ta để đem danh ta đồn ra trước mặt dân ngồi và các vua và con cái israel ta lại sẽ tỏ cho người biết chịu đau đớn vì danh ta là bao khi Ananias nhận được chỉ thị này và ông quyết định vâng lời. Và anh em thấy phép lạ xảy ra sau lời cầu nguyện của Ananias? không? Xảy ra. Ananias bước vào chỉ vừa đặt tay lên Phaolô thôi thì Phaolô được sáng mắt trở lại liền. Đầy dạy Thánh Linh liền và sau này trở thành một sứ đồ vĩ đại ở trong vương quốc của Đức Chúa Trời. Ananias đâu có cầu nguyện nhiều đâu. Đó, Anania đi đến gặp ông Sao Lơ đang quỳ gói đặt tay lên đầu và nói anh, anh Sao Lơ ơi, Chúa sai tôi đến để anh được đầy dãy thánh linh. Đó, nói nhẹ như thế, lập tức đầy dãy thánh linh lên. Anania đâu có nhảy múa, đâu có <laughs> phải đem theo cả ban nhạc đến để cho đầy dãy thánh linh. Đó, Anania đâu có bảo Ui, bây giờ chắc mình phải đi đem một ban nhạc đến đầy dãy thánh linh. Không cần. Khi mà Chúa đã chỉ thị rồi thì sao anh chém? Động đến là phép lại xảy ra. Đâu cần phải... Nên như truyền thống chúng ta hay làm là đi đâu cũng gọi là ôi xa cả 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 đoàn mấy trăm người theo đâu cần không à cho nên bí quyết là gì anh chém nghe được chỉ thị bến bên trong lời cầu nguyện năng quyền trong thánh linh là lời cầu nguyện làm theo chỉ thị bến bên trong đó là bí quyết anh em có tham gia những buổi nhóm zoom tối thứ sáu không có ai đây tham gia không Đúng không? Có Thì tôi xin nhắc lại một vài Cái hiện tượng để cho anh chị em có đức tin thôi Đôi khi mình cầu nguyện cho người bệnh đúng không? Và Đức Chúa Trời sẽ tỏ cho biết À phải làm gì? Có người bệnh nào đang được chữa lành về bệnh gì? Tỏ cho Tỏ bằng cách gì? Giống Ananias này nè Chúa cho một sự hiện thấy Ví dụ như là tối thứ sáu vừa rồi Tôi nhìn thấy, hiện thấy là ô đang cầu nguyện có cái người đặt cái tay vô cái thắt lưng của mình và đang cúi không không mặt mày nhăn nhó tôi thấy thế và tôi nói rồi cái người nào mà đang đặt tay vô lưng mình thì hey, chúa hôm nay giải quyết cho người đó chúa cho tôi biết điều đó và cái cô đó sau này làm chứng lại là sao khi hey, nghe cái câu đó thì có một gì nữa Lông sụp sụp trong cái xác thắt lưng của mình nó chạy lên chạy xuống và cơn đau biến mất đúng không biến mất và như vậy thì mình đâu có cần cầu nguyện nhiều Mình đâu có cần phải tốn thời gian nhiều Mình làm sao ạ? À? Chỉ nói ra những gì Chúa chỉ dẫn bên bên trong Khi mình nói ra những gì Chúa chỉ dẫn bên trong Thì phép lạ sao anh chép? Xảy ra tức thế Đó là lời cầu nguyện trong quyền năng của Đức Thanh Linh Vấn đề là Vấn đề là Làm thế nào để mình nghe được sự chỉ dẫn bên trong có đúng không vấn đề là chỗ đó thôi chứ gì tôi biết anh chị em đang đợi chỗ đó <laughs> phải không anh chị em đang đợi cái chỗ là làm thế nào để nghe được bên trong có đúng không anh em đang đợi chỗ đó nhưng mà trước khi đến cái phần đấy anh em à tôi muốn nói một lẽ thật thứ hai à, anh em có thể ghi xuống cho mình không phải cầu nguyện nó làm thay đổi hoàn cảnh đâu mà cầu nguyện đó nó làm thay đổi chính chúng ta khiến chúng ta có đức tin. Và chính đức tin của chúng ta đó nó làm thay đổi hoàn cảnh. Anh em hiểu ý không ạ? Không phải là mình nói nhiều, mình nói 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 mà hoàn cảnh nó thay đổi, không phải mình cầu nguyện nhiều mà hoàn cảnh nó thay đổi không. Mình cầu nguyện nhiều để cho chúng ta thay đổi. Khi chúng ta thay đổi chúng ta có đức tin, chúng ta có khả năng để tiếp cận với Chúa, chúng ta có thể khai phóng ra những gì Chúa nói bên trong lòng chúng ta thì hoàn cảnh nó thay đổi đấy là cái điều tôi muốn uh, làm cho cái thói quen của anh chị em nó được biến chuyển một chút anh chị em hay có cái suy nghĩ rằng ồ mình cầu nguyện nhiều chắc hoàn cảnh nó thay đổi trong khi không lo thay đổi con người mình đấy là sai lầm của rất nhiều người anh chị em ạ à, muốn hoàn cảnh thay đổi trước hết hãy thay đổi mình mình mà thay đổi cho phù hợp với chúa đó anh em nói một lời thôi hoàn cảnh nó sẽ thay đổi Còn mình mà không thay đổi Anh em cầu nguyện 100 năm không có gì nhúc nhích Nếu anh em vẫn cầm giữ sự không tha thứ Anh em vẫn oán hận, vẫn tham lam Vẫn không kính sợ chúa, vẫn sống trong tội lỗi Tôi nói ông bà anh cho em có cầu nguyện Như Hồi giáo thì nó cũng như không Chẳng giải quyết được gì được không? Đó. Rồi bây giờ chúng ta đi nè Như vậy chúng ta đi đến cái phần cuối cùng như vậy nãy giờ mình nói á, thì mình đi đến cái chỗ là nghe được tiếng chúa là bí quyết để cầu nguyện khai phóng ra quyền năng và chúng ta cần phải chú ý tập trung suy ngẫm dựa trên lời của ngài bày tỏ để chúng ta biết mình phải nghe tiếng chúa như thế nào làm sao mình có thể thực hiện được điều này làm sao để cho chúng ta có sự mặc khải từ lời ngài đúng không thì khi chúng ta có sự mặc khải từ lời ngài thì chúng ta biết ngài, chúng ta biết ý muốn của ngài. Đây là chỗ mà tôi nghĩ rằng chúng ta cần phải hết sức chú ý. Anh em đọc trong Samuel á, chúng ta sẽ thấy ông Samuel ba lần ông nghe tiếng Chúa phán nhưng mà ông không biết đó là Chúa phán. Đúng không? Ba lần. Samuel, Samuel và ông chạy đến ông Heli Ông Heli ơi ông gọi tôi à Heli bảo không đi ngủ đi Và ba lần như vậy Rồi đến lần thứ ba thì ông Heli nói Khi mà nghe như thế Thì con phải đứng thẳng dậy và con nói Đức giê hãy phán có con đây Thì lúc đó mới được Và bây giờ tôi muốn hỏi hội chúng Cái câu chuyện của ông Heli á Ông Samuel á Samuel nhất chương 3 câu 7 á Và Samuel À, À, lúc lúc đó là Samuel chưa biết Đức giê va lời Đức giê va chưa tỏ bày ra cho người trong Samuel nhất chương 3 câu 7 đúng không? Cái câu chuyện bây giờ tôi muốn hỏi cả hội chúng nè. Anh chị em nghĩ như thế nào về cái chuyện Samuel nghe tiếng Chúa? Đó là gì? Có phải là Đức Chúa Trời đứng đến đứng cạnh giường của ông Samuel đang ngủ rồi gọi là Samuel, Samuel, Samuel không? Phải không? Anh, anh anh em đọc đi giờ dở kinh thánh của mình ra thử đọc đó coi nhìn coi để tôi muốn hỏi để anh chị em chú ý chỗ này một chút xíu anh chị em thường đọc câu chuyện này và nghĩ rằng là đức giê va hiện ra ý như một người đi lại bình thường và đứng bên cạnh Samuel và nói Samuel Samuel có phải vậy không phải không chứ làm sao chứ làm sao ai 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 nói cái chỗ này cho tôi nghe coi nè Ý là sao? Ông Samuel ông nghe Đức giê phán trong cái hoàn cảnh gì? Ông ngủ hay thức? Ông đang ngủ. À, đang ngủ. Ông đang ngủ nhưng ông nghe tiếng nói. Có phải không? Rồi ông thức dậy. Tiếng nói đó là ông nghe bằng cái lỗ tai này. Nghe trong tâm trí. Công nhận mình suy diễn cũng nhiều thiệt. Không? <laughs> Không phải Hoàn toàn không phải anh chị em ạ à. Cái này là cái chỗ mà mình không để ý Cho nên là mình không biết được cái cách nghe tiếng Chúa Anh em đọc dùm tôi trong Samuel nhất đó đó Câu 15 Anh em sẽ hiểu được chỗ này Câu 15 nói sao ạ à? Samuel nằm ngủ cho đến sáng Đoạn mở cửa các đền thờ Đức giê va Người sợ không dám thực sự hiện thấy này cho hê -lê. Hiểu không. Thấy chưa? Người sợ không dám thuật sự hiện thấy này cho hề. Như vậy thì Samuel nghe được tiếng Chúa trong đâu? Trong sự gì? Sự hiện thấy. Trong sự hiện thấy. Ông nghe tiếng Chúa phán trong sự hiện thấy. Phần lớn ngày hôm nay như một bài giảng trước mà tôi đã nói cho anh chị em đó. Đức Giê-va sẽ phán cho chúng ta trong chim bao trong sự hiện thấy và tiếng nói nhỏ nhẹ trong lòng. Có ba cách. Đúng không ạ? Chim bao là sự hiện thấy khi mình ngủ. Còn sự hiện thấy là cái hình ảnh khi mình đang thức. Nhưng trong đó có tiếng nói của Chúa để mình biết điều gì đang xảy ra. Cho nên hỏi hội thánh ơi, Hội Thánh muốn nghe tiếng Chúa đó Mình phải xin Chúa nhiều hơn Chúa ơi cho con mơ nhiều hơn Chúa ơi cho con thấy sự hiện thấy nhiều hơn Chúa ơi cho con nghe tiếng nói nhỏ nhẹ trong lòng nhiều hơn Mình phải cầu xin Đức Chúa Trời sẽ mở điều đó cho chúng ta Đúng không ạ? Chắc chắn rồi Ở trong cựu ước đó Thì Đức Chúa Trời chọn rất là ít người để mà được nghe tiếng của Ngài Có đúng không chị em? Ngài chọn môi xe, Ngài chọn dô Ngài chọn Samuel, Ngài chọn David Một số ít người thôi Nhưng mà có thể bây giờ anh chị em nghĩ rằng Chắc gì Chúa chọn mình để nghe tiếng Chúa Khó quá, đúng không? Nhưng mà đừng suy nghĩ như vậy Tôi nói ngày hôm nay đó Tất cả chúng ta Được chọn để nghe tiếng Chúa Tất cả không phải ông mục sư đến trên bục giảng này mới nghe được tiếng Chúa Không phải ông được sức giàu mới nghe được tiếng Chúa Không phải ông TB mới nghe được tiếng Chúa Không phải ông Benny Hinn mới nghe được tiếng Chúa Tôi nói rằng tất cả chúng ta được nghe tiếng Chúa Tôi sẽ chứng minh điều đó cho anh chị em Để mình có cái cái cơ sở lời Chúa để mình mình nhận à, Mình nhận nha Anh chị em đọc trong công vụ các sứ đồ Đúng không? chương 2 câu 17 và câu 39 nói gì đây? Đức Chúa Trời phán, trong những ngày sau rốt, ta sẽ đổ thần ta trên khắp mọi xác thịt. Con trai và con gái các ngươi đều sẽ nói lời tiên tri. Bọn trai trẻ sẽ thấy điềm lạ và người già cả sẽ có chim bào. Cái chữ điềm lạ này chính là sự hiện thấy đó. Đúng không? Và câu 39 nè. À, vì lời hứa thuộc về các ngươi con cái các ngươi và thuộc về hết thảy mọi người ở xa tức là bao nhiêu người mà chúa là đức chúa trời chúng ta sẽ gọi như vậy có anh chị em trong đó không có tôi trong đó có anh có chị trong đó ngài gọi chúng ta để thấy sự hiện thấy ngài gọi chúng ta để có khả năng nói tiên tri nói ra sự thần cảm từ bên trong, ngài gọi chúng ta để thấy sự hiện thấy và nghe được tiếng nói của ngài. và để có được điều đó, anh chị em phải được đầy dẫy đức thánh linh. À, ngày xưa khi tôi còn trẻ đó, <laughs> tức là còn non trẻ trong chúa đó, tôi nghĩ ồ bây giờ để nghe tiếng chúa mình phải nỗ lực mình phải ngồi yên mình phải tĩnh lặng mình phải thế này thế nọ rồi mình phải sống sao cho nó 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 khác người như mấy ông tu sĩ vậy đó là may ra mới nghe được tiếng chúa tôi nghĩ thế anh em ạ nhưng sau này tôi mới phát hiện ra không phải khi chúng ta đầy dạy đức thanh linh tức thì nghe được tiếng chúa rất đơn giản thế thôi tôi đã kinh nghiệm điều đó khi thần của chúa giáng trên mình khi thần của Chúa dán trên mình Tất cả các giác quan tự nhiên nó mở ra Và mình nghe được, mình thấy được Chứ không có cái gì đó Ngày hôm nay Đức Chúa Trời đã làm hết tất cả cho con cái của Ngài rồi Không cần phải nỗ lực như thời cựu ước nữa Không cần phải trở thành một con người đặc biệt như thời cựu ước nữa Để chúng ta được chọn Thấy chim bao, nghe sự hiện, thấy nghe được tiếng Ngài Ngày hôm nay Ngài chọn tất cả những người tin Chúa Giêsu Để được đầy dạy Đức Thánh Linh Và khi anh chị em đầy dạy Đức Thánh Linh Thì những điều lạ lùng này đã xảy ra Anh em đọc sách công vụ các sứ đồ sẽ để ý điểm này Kể từ sau công vụ sứ đồ chương 2 Nghĩa là sau ngày lễ ngũ tuần Anh chị em thấy phép lạ xảy ra nhiều không? Chúa phán chỗ này, Chúa phán chỗ kia Chúa làm điều này, Chúa làm điều kia Thậm chí ông Philip đang giảng đạo ở Samari Đúng không ạ? Chú phán Philip là đứng dậy đây ra cái đường kia, rồi chạy theo ông hòn Quang đi, y như là chỉ dẫn từng chút vậy. Đúng không ạ? Rồi chú phán cho Rơ, chú phán cho Phaolô, chú phán cho tất cả những người đi theo từng bước chỉ dẫn như là nắm tay mình dắt đi. Tại sao? Có bao giờ chúng ta đặt câu hỏi tại sao không? Tại vì đức thánh linh đổ xuống trên họ. Tại vì ngày lễ ngũ tuần đã đổ xuống trên họ. Cho nên thương bạn chị em Đầy dạy Đức Thanh Linh là con đường duy nhất Để thiết lập đời sống cầu nguyện trong năng quyền Đức Thanh Linh Có nghĩa là đầy dạy Thanh Linh là con đường duy nhất Để cho anh chị em có thể nghe được tiếng của Đức Thanh Linh Để nói ra Đúng không ạ? Và đây là cách mà tân ước Chúa dùng Để mặc khải lời Ngài cho con cái của Ngài bởi Đức Thanh Linh Và giúp họ nhận biết Đức Chúa Trời một cách thực tế Nói như TB Joshua nói anh chị bé Cái người mà biết Đức Thanh Linh Thì chắc chắn biết Chúa Giêsu Cái người mà biết Chúa Giêsu Thì nhất định người đó phải biết Đức Thanh Linh Không bao giờ có chuyện tách bạch được Vì Đức Thanh Linh tỏ Chúa Giêsu cho chúng ta Mà Chúa Giêsu chính là ngôi lời của Đức Chúa Trời Nếu không có Đức Thanh Linh Anh chị em không thể nào nghe được tiếng của Chúa đó là sự thật Và tôi nói ngày hôm nay Ngài sống trong lòng của anh chị em Ngài rất gần không phải ở xa Đạo không phải ở trên trời đem xuống dưới đất trỗi lên Đạo ở miệng ngươi, ở gần ngươi, ở trong lòng Anh chị em ơi Hãy ao ước một đời sống đầy dậy đức thanh lành Hãy khao khát ngày đầy dậy tâm lòng chúng ta Hãy đâm rễ và tin vào lời Ngài Và thưa với Chúa rằng Chúa ơi con muốn được đầy dạy Đức thánh Linh Con muốn được sống một nếp sống như chính trong epheso nói Đừng say rượu rượu cho xui cho luôn tuồn Nhưng phải đầy dạy Đức thánh Linh Chỉ có những người đầy dạy Đức thánh Linh Mới có thể phục vụ Đức Chúa Trời Trong năng quyền của Ngài được Chỉ những người đầy dạy thánh Linh Mới có thể phục vụ giao ước mới được Thưa ông bà anh chị còn không thì chúng ta đang làm việc của con người thôi cho nên buổi sáng hôm nay tôi chia sẻ những lời này thì muốn nhắc lại trong bàn cho em là lời cầu nguyện trong năng quyền thánh linh có thể biến đổi được tất cả giúp cho anh em có thể đắc thắng tất cả an ninh tất cả nhưng lời cầu nguyện trong năng quyền thánh linh nghĩa là gì nghĩa là anh chị em khai phóng ra môi miệng của mình những gì anh chị em nghe được bên trong từ Đức Thánh Linh. Anh em ạ. Và muốn nghe được bên trong từ Đức Thánh Linh thì anh chị em phải đầy dẫy Đức Thánh Linh. Rất đơn giản. Và có người hỏi làm thế nào để đầy dẫy Thánh Linh? Đúng không ạ? Khó quá. Không gì khó. Bởi vì lời Chúa ra lệnh rằng hãy đầy dẫy Thánh Linh. Nếu Chúa nói như vậy Lời của Chúa nói như vậy Có nghĩa là điều này rất dễ dàng cho tất cả mọi người Không có khó Nếu khó thì Chúa đã không ra một mạng lệnh như vậy Nó dễ y như mình tin Chúa vậy đó Đầy dạy thanh linh Có nghĩa là đầu phục cuộc đời mình cho Chúa thanh linh Thế thôi Anh chị em có khao khát được mình đầy dạy thanh linh không? Khao khát không? Thế tôi hỏi câu thứ hai anh em có dám phó dân tất cả mọi thứ trong cuộc đời mình cho chúa không chắc không, không rất mạnh phải không ạ nhưng mà coi có một cái giá phải trả cho điều đó không ạ chúng ta nói thì dễ nhưng mà khi thực sự mình phó dân cuộc đời mình cho chúa đó có một giá phải trả chắc chắn phải trả. Đôi khi là đau đớn nữa. Có những thói quen, có những đam mê, có những sở thích mà có thể mình nói rằng con không thể sống thiếu nó. Và Chúa bảo rằng nếu con muốn có Ta thì con phải cắt bỏ những điều đó. Đau đớn đây, không ạ? Các bạn trẻ, các thanh niên, các thiếu nữ có những người yêu nhau say đắm và nói rằng anh có thể thiếu chúa nhưng không thể thiếu em được nói vậy đó chứ Đúng không ạ có chứ và chú nói là con muốn có ta thì không thể có nàng rồi về quyết định đi có thể là khóc lóc tới gần cả mấy tháng trời Đúng không ạ chuyện bình thường và nhiều điều khác trong cuộc đời này đôi khi cắt bỏ là đau đớn phải không anh chị em cắt bỏ là đau đớn nhưng tôi xin thưa với anh chị em một điều nè thánh linh là đấng ghen tuông và nếu chúng ta còn cầm giữ một sự gì đó cho riêng mình chúng ta rất khó để đầy giải ngài, rất khó để ngài chiếm hữu chúng ta hoàn toàn khi ngài chiếm hữu chúng ta hoàn toàn thì chúng ta có thể nghe ngài một cách rất dễ dàng à ạ. mà và nói rất đơn sơ thôi có thể trong lòng chúng ta đang cầm giữ một sự vấp phạm nào đó Giống như có những người nói Tôi nguyện suốt đời không thể tha thứ cho anh Đó là càng đòi đấy không? Chính cái đó đã đưa Đức Thánh Linh ra khỏi cuộc đời của mình Cho nên ông bạn cho em Buổi sáng nay tôi kêu gọi cả hội thánh Và tôi muốn cả hội thánh được sống trong một đời sống cầu nguyện có quyền năng Chúng ta không phải là những người đi theo những tôn giáo lễ nghi Chúng ta không cầu nguyện cho lấy lễ Chúng ta cũng không cầu nguyện chỉ để khai lễ Chúng ta cũng không cầu nguyện để làm đám cưới, làm đám tang Chúng ta cầu nguyện để biến đổi quốc gia Amen chứ yeah! Và đó cần được đầy dạy Được thanh Linh Những người đầy dạy Thánh Linh Là những người biến đổi cộng đồng Quốc gia, người khác, hoàn cảnh Những người đầy dạy Thánh Linh là những người có thể khiến cho ma quỷ run sợ và bỏ chạy và cần phải dâng tất cả cho ngài tất cả tất cả đây là một quyết định rất khó khăn và tôi muốn tất cả ông bà anh chị mình phải nghiêm túc với quyết định này ngày hôm nay được không ạ?